Ngày 30 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết lực lượng chức năng đã truy bắt được Nguyễn Văn Tuấn, 28 tuổi, ở thôn Mường 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở tổ dân phố số 1, thị trấn Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng. Qua điều tra vào khoảng 12 giờ 16 phút ngày 29 tháng 6, tiệm vàng Tuyến Thêu bị một đối tượng đi xe máy màu đen không biển số, đeo găng tay, khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kính mặt, mang theo dao búa, xông vào đập tủ kính tiệm vàng để cướp tài sản. Đối tượng cầm dao dọa chém chị Đoàn Thị Thúy Nga, 32 tuổi là chủ tiệm, sau đó nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng hơn 20 cây vàng. Bằng nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được phạm vi đối tượng lẩn trốn sau khi gây án và huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ phong tỏa khu vực nghi vấn để rà soát. Đến khoảng 19 giờ 20 phút, lực lượng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tuấn cùng toàn bộ công cụ, phương tiện gây án và tang vật. Thời điểm gây án, Tuấn là công nhân xưởng DCB của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Đức Giang, Lào Cai. Ngày 30 tháng 6, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Tấn, cựu trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu BC03 Công an tỉnh An Giang, và Nguyễn Minh Trí, cựu điều tra viên, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, năm 2022, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối với Lê Tấn Tài, cựu phó trưởng phòng BC03, để điều tra cùng về tội danh trên. Năm 2019, Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức trùm buôn lậu 10 tường, 54 tuổi, ngụ tỉnh An Giang cầm đầu. Vụ án sau đó được chuyển về phòng BC03, Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Thời điểm đó, ông Tài giữ chức phó trưởng phòng BC03 và được giao phụ trách vụ án, còn Trí là điều tra viên. Do có quan hệ họ hàng với 10 tường, Tài đã chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Sau đó, vụ án được điều tra lại và Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 10 tường cùng 6 đồng phạm về tội buôn lậu. Đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 tường 14 năm tù, 6 đồng phạm còn lại từ 7 đến 13 năm tù. Tại kỳ họp lần thứ 16 ngày 14 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra tỉnh An Giang đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật ông Tấn. Vi phạm của ông Tấn được xác định là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Ông Tấn từng công tác ở phòng BC03 rồi chuyển về làm Phó trưởng Công an huyện An Phú và trưởng Công an huyện An Phú. Sau đó ông Tấn được điều động về làm trưởng phòng BC03. Chiều ngày 29 tháng 6, sau khi hoàn thành môn cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trên đường về nhà, em Huỳnh Phước Thọ, 18 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, gặp tai nạn liên hoàn giữa 3 xe máy, khiến em tử vong trên đường đi cấp cứu. Trưa ngày 30 tháng 6, trong căn nhà cấp 4, gia đình đang tổ chức lễ tang cho em Thọ. Họ hàng, bà con hàng xóm thay nhau động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân. Người thân em Thọ cho hay, Thọ đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Trước kỳ thi trung học phổ thông, Thọ nói với các chị là tốt nghiệp rồi sẽ xin việc làm ở xa với định hướng đi theo ngành điện. Vừa kiếm tiền lo cho ba mẹ, vừa thỏa đam mê đi đây đi đó cho biết. Người nhà nạn nhân cho biết chiều qua Thọ đi thi về thì gặp tai nạn. Người đi đường thấy Thọ còn đeo thẻ dự thi trên cổ nên chụp ảnh lại đăng lên mạng tìm người thân. Thầy Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam cho hay, nhận thông tin em Thọ gặp tai nạn tử vong, sáng nay Sở Giáo dục Đào tạo cùng đại diện trung tâm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Thọ, mong những người ở lại sớm vượt qua nỗi đau. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, nam sinh Huỳnh Phước Thọ điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến DT615 theo hướng thành phố Tam Kỳ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, thì xảy ra va chạm với một xe máy khác do người đàn ông 55 tuổi điều khiển theo hướng ngược lại, khiến cả hai cùng ngã xuống đường. Ngay lúc đó, một xe máy khác do một người phụ nữ điều khiển, chở một nữ thí sinh chạy phía sau không tránh kịp, đã lao vào hiện trường vụ tai nạn trước đó. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, em Thọ và một người khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, em Thọ tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Chiều ngày 30 tháng 6, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2023 của thành phố Hà Nội,
trả lời báo chí về vụ việc 3 cán bộ chiến sĩ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đi săn và bắn chết 2 con dê của người dân rồi đem đi. Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đây là sự việc rất đáng tiếc và đáng buồn với lực lượng công an nhân dân nói chung và công an thành phố Hà Nội nói riêng. Do vậy, khi thấy có dấu hiệu tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ các thông tin liên quan. Đại diện Công an thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh, hành vi của 3 cán bộ chiến sĩ công an liên quan vụ việc là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử. Việc tước danh hiệu Công an nhân dân khởi tố vụ án hình sự thể hiện tính nghiêm minh, quyết liệt, quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với mọi hành vi vi phạm trong nội bộ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Theo điều tra của cơ quan chức năng, trưa ngày 26 tháng 6, Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng thuộc Công an thị trấn Đại Nghĩa đi xe ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ chiến sĩ công an nêu trên. Ngày 27 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 6 tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khoảng 2 giờ 45 phút ngày 30 tháng 6, máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8616 do Trung tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng, chở tổ cấp cứu đường không về Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng và Thiếu tá Diệp Hồng Kháng, phụ trách phó chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực làm kiếp trưởng, đã đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình đưa ngư dân HTB 50 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, bị đột quỵ não từ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, về đất liền điều trị. Khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu tăng dần. Ngày 28 tháng 6, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn ý thức, liệt nửa người bên trái và đến 20 giờ cùng ngày, tình trạng rối loạn ý thức nặng hơn, được đưa vào bệnh xá đảo An Bang, có chỉ định chuyển vào đất liền. Theo Thiếu tá bác sĩ Diệp Hồng Kháng, kiếp trưởng kiếp vận chuyển cho biết, khi tiếp xúc bệnh nhân trong tình trạng rối loạn ý thức nặng, Let's go chỉ còn 7-8 điểm. Vấn đề kiểm soát đường thở cho bệnh nhân là rất quan trọng, phải đảm bảo an toàn về mặt hô hấp cũng như chống phù não trong quá trình vận chuyển. Bệnh nhân đã được đặt nội khí quản ngay tại bệnh xá đảo Trường Sa và cho thở máy trong suốt quá trình vận chuyển. Ngoài ra, vận chuyển bệnh nhân trong môi trường bay, tổ cấp cứu phải hiệp đồng cùng tổ bay đảm bảo trần bay, tốc độ bay nhằm hạn chế tối đa tình trạng phù não. Bên cạnh đó, luôn quan tâm và kiểm soát dịch truyền, huyết động, đảm bảo huyết áp, đảm bảo áp lực tưới máu não, giảm nguy cơ phù não cho bệnh nhân. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Đêm ngày 30 tháng 6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Trong khi đó, ngày 30 tháng 6 ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Thanh Hóa, Phú Yên đã có nắng nóng diện rộng. Nhiều nơi ở Hòa Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nên nhiệt độ vượt 37-39 độ C. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đây có thể là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong mùa hè năm nay ở Trung Bộ, diễn ra ít nhất đến ngày 15 tháng 7 mới tạm kết thúc.